chào mọi người nhé, hôm nay thì em có mấy cái laptop giới thiệu cho mọi người Nhất là con uh, laptop của Lenovo dòng Thinkpad, con này model của nó x260 con này chạy chip i5 RAM 8GB, SD của nó 256GB, màn rộng 12.5 inch giá bán cho mọi người là 2 ,4 triệu 4 nhé giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn còn 2, ,2 triệu 2 nhé ngoại hình thì nó cũng có bị xước theo thời gian rồi mép bên uh, hông này nó có một đường nứt ở chỗ phần vỏ trên này nhé các cổng kết lối của nó thì các cổng kết lối cơ bản nó cũng đầy đủ hết như là chân sạc này, HDMI này, USB này. đằng trước thì không có cổng kết nối nó cả. Để bên hông này thì có chân cắm tai nghe chấm 5 USB, uh, khe cắm thẻ nhớ SD, khe cắm sim mạng lan nhé. Để mặt sau thì cũng còn khá là ok. Men mạch thì cam kết mọi người là zin đẹp, không có bị can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì nhé. bên mạch bao zin luôn cho mọi người nhé. Để em sẽ khởi động cho mọi người xem. Uh, chi tiết uh, cấu hình cũng như màn hình của nó nhé, bàn phím còn đẹp, không có bị mờ và bong chóc bất cứ phím nào cả. Đấy, chỗ bên uh, hông này đây, nó có đường nứt ở chỗ này, này. chỗ cả chỗ này là cảm biến vân tay nhé. Đấy, chỗ cảm biến vân tay này nó thiết kế ở chỗ này nó hơi dở một chút, đấy, nên là khi có cảm biến vân tay chỗ này thì cái phần mép này, đấy, chỗ này, này nó hơi mỏng nên là nó nó dễ bị gãy chỗ chỗ chỗ, khu, chỗ mép này nhé. Đó. khi mọi người mở máy mọi người lưu ý là mọi người phải giữ vào chỗ phần này này, Đó, giữ phải chỗ này không khi mình mở cái bản này nó tác động chỗ bàn này, này nó tác động vào đây nó có thể làm bệnh thêm. Đây. Mình mở mình giữ như này thôi. Cái bản này này nó có thể mở rộng tám 180 độ này. Đó. Màn hình đẹp nhá, không có bị ám mố gì cả. Con này có cả camera micro nhá. Nên là mình uh, làm việc con này uh, khi có camera micro này nó cũng khá là tiện. Để Wi-Fi rồi, tất cả chức năng thì đều ok, đây em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó Để, Con này nó chạy con chip uh, coi 5 6300U uh, 2.4GHz, RAM 8GB và đang chạy Win10 là 64bit nhá. Để, Con này nó chạy ổ cứng uh, SD là 256GB nhá. Đây, SD um, 256GB đã được chia ra làm hai ổ, một ổ Windows một ổ chứa dữ liệu nhé. Và tất cả chức năng của máy thì đều ok. Bàn phím của này bàn phím nét nhé. Khi mọi người uh, mở bàn phím nét, cái nét của bàn phím lên thì mọi người nhấn uh, fl này và phím cách này. đó. Mình tăng độ sáng lên thì mình ấn thêm một lần nữa này. đó. cái bàn phím này, bàn phím nét nhé. sáng quắc luôn. một con máy giá rẻ thôi nhưng mà nó cũng được trang bị phím nét, camera, cảm biến vân tay, các thứ đều ok nhé. Đấy, con này bán người là hai triệu tư này. Còn con này là con uh, laptop của Samsung này Đấy, Model của nó là 371B Con này nó chạy chip i5 RAM 8GB Con này nó chạy hai ổ cứng nhá một ổ SSD 128GB chạy Windows này Và một ổ chứa dữ liệu HDD 500GB Màn rộng 15.6 inch Giá bán là 4 2 triệu 2 nhé Ngoại hình con này thì nó cũng chỉ hơi xước theo thời gian thôi Nó bị xước răm thôi nhé Nên Có cổng cái lối thì có chân sạc này Mạng LAN này VGA, HDMI, USB trên tấm tai nghe 3.5 nhé đằng trước này thì có khe cắm thể nhớ SD này Điều bên hông thì có ổ đĩa CD nhé ổ đĩa CD USB này Điều mặt sau này vẫn còn rất là đẹp men mạch thì cũng cảm thấy mọi người là zin đẹp sáng bóng chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ cái gì cả con này bàn phím của nó đẹp nhé, không có bị mờ bạc bóng chóc phím nào cả màn 15.6 như là cái bàn phím của nó là bàn phím full size hoặc là bàn phím số nhé tốt bát các thứ ok. em sẽ uh, truy cập vào bên trong em cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó. Màn hình thì đẹp nhá, cũng không có bị ám ố gì cả. Màn này. rất là đẹp luôn. Quay thể nó chạy con chip Core i5 6300HQ. dòng chip HQ thì nó dành dòng chip dành riêng cho đồ họa. mọi người dùng những ứng dụng đồ họa hay là game nghiếc các thứ thì dòng chip HQ này nó sẽ xử lý mượt hơn nhé. 2.3 GHz RAM 8 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit. Đây, con này uh, nó chạy hai ổ cứng lưu trữ ổ SSD và ổ HDD Đấy, nó có hai ổ cứng này ổ SSD 128 g đang chạy Windows và một ổ HDD 500 g tổng của nó là hơn 600 trăm g mọi người cũng thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé Đấy, mọi chức năng thì đều hoàn hảo ok hết Đấy, con này bán người giá là 4 triệu hai nhé và Samsung này còn con này cũng là con laptop của Lenovo Cũng là dòng thanh bát Con này model của nó là X1 Carbon nhé Con này nó chạy chip i5 RAM 8GB SD của nó là 256GB Màn rộng 14 inch Giá bán cho người là 5 ,4 triệu tư Con này thì máy thiết kế uh, siêu mỏng nhẹ nhé 14 inch thôi nhưng mà rất là nhẹ Nếu mà so với con uh, X260 này Chắc thì nó chỉ nhẹ bằng 1 phần 3 thôi 1 phần 3 so với con X260 thôi Cầm rất là nhẹ nhé nói chung con này thì thiết kế đẹp sang trọng phù hợp cho anh chị nào hay di chuyển đi lại nhé mỏng này chắc nó mỏng chỉ cỡ một cm thôi rất là mỏng luôn nhé Đấy, mà vỏ thì thiết kế cũng rất là cứng cáp thôi thiết kế cực kỳ cứng cáp Đây nhé, có chân cắm kết nối tai si này đây nó có hai chân tai si hai à, chân này thì đều là để kết nối dữ liệu được nhưng mà chân ngoài này nó là vừa kết nối dữ liệu vừa sạc nhé chân trong này là kết nối dữ liệu này USB này HDMI mỏng đét luôn con này chắc chỉ cỡ mỏng cỡ một cm thôi đằng trước nó mỏng quá nên không có cổng kết nối đâu cả bên hông này thì có chân cắm tai nghe 7.5 khe tản nhiệt và USB nhé mặt sau này men mặt thì cũng cam kết mọi người là zin nét 100% bàn phím này nó cũng là bàn phím nét nhé con này bàn phím đẹp không có bị mờ bạc mong chắc phím nào cả Để cảm biến vân tay nhé vân tay rất là ngon màn hình đẹp nhé màn hình này uh, viền mỏng test luôn màn hình đẹp Đấy, còn có cả camera micro này em cho mọi người xem với cấu hình chi tiết của nó nữa con này nó cũng chạy con uh, chip uh, coi 5 uh, coi 5 uh, 7300 u 2 6 ghz ram 8 gb và đang chạy windows 10 là 64 bit ổ cứng như chữ của nó là ổ SSD 256 g nhé Ở SSD 256 g mọi người lấy thì em sẽ chia ra làm hai ổ một ổ Windows một ổ chứa dữ liệu nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho mọi người nhé Đấy, bàn này con này cũng là 180 độ này. mỏng đét luôn đấy, mọi người nhìn thấy khi mở ra này đấy, và bản này 180 độ thì mọi người có nhiều cái góc nhìn làm việc hơn đấy, mọi chức năng thì đều hoàn hảo ok hết bàn phím nét nhé đấy, con này thì mọi người cũng nhấn FL L và phím cách này đấy, thì còn đấy, thì cái nét phím nó sẽ lên nhé đấy, khi mọi người tắt nét phím đi thì mọi người cũng nhấn Fl L này đấy, thì để cho nó tiết kiệm điện ví dụ ban ngày thì mình tắt đi đấy, buổi tối thì mình mở lên nhé thì nó có hai mức độ sáng bây giờ sáng nhẹ này sáng uh, mạnh hơn này đó tắt đi này đó. mọi người uh, có thể uh, điều khiển được cái nét phím như vậy thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn và buổi tối thì mọi người làm việc nó cũng uh, dễ hơn nhé máy thì thiết kế rất đẹp luôn con này thiết kế đẹp mỏng nhẹ nhẹ tênh thôi chắc chỉ vài trăm gram nó chưa đến một kg thôi còn con này là con uh, laptop của Dell này Đấy. con này model của nó là 3500 chạy chip i5 ra 16 g và con này cũng chạy hai ổ cứng lưu trữ nhé một ổ SSD 256 g và một ổ HDD 500 g tổng nó hơn 700 g nhé Đấy, con này màn rộng 15.6 inch giá bán là 5 triệu 8 nhé ngoại hình thì cũng còn khá là đẹp chỉ hơi sức nhẹ tí đi thôi đây, viền vẫn còn siêu luôn nhé đây, con này uh, có uh, chân sạc này tai si này uh, HDMA mạng lan USB chân cắm tai nghe 3.5 nhé lần trước thì không có cổng cho nối nó cả đây, bên này thì có cái cắm thể nhớ SD USB VGA nhé đây, mặt sau đẹp đây, men mạch đây mọi người nhìn qua khe tàn nhiệt này sáng trang luôn không có bị bụi bẩn hay gì cả đây, con này nói chung là máy móc thì còn rất là đẹp Đấy, màn hình 15.6 inch nên là, bàn phím của nó là bàn phím full size nhé, có cả bàn phím số, bàn phím đẹp, không có mờ bạc bong chóc phím nào cả, tớt bát, thử thứ ok nhé, màn hình đẹp, à, màn hình này, nét căng luôn, Đấy, camera micro đầy đủ nhé, con này, à, màn hình của nó là màn hình cảm ứng nhé, Đấy, em à, cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó, trước này, ừ. con này, à, nó chạy con chip quay năm, tám ba sáu, 8365U 1.6 ghz RAM 16 GB. Nó chạy Windows 10 là 64 bit. Màn của nó là màn cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone nhé. Đây mà cái ổ cứng cho mọi người xem này. Đây nó có chạy hai ổ cứng này. Một ổ là SD 256 GB này và một ổ HDD 500 GB để chứa dữ liệu nhé. Nên là mọi người cũng thoải mái lưu trữ. Tổng hơn 700 GB. Đây em sẽ vào thử YouTube cho mọi người xem. Này. Đó. Con này cảm ứng này Đó. rất là mượt luôn cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone luôn nhé Rồi chạy thì khá là mượt mà đây zoom này mọi người zoom ra zoom và cảm ứng đa điểm màn hình cảm ứng rất là ngon nhé con này à, mọi chức năng của nó đều hoàn hảo ok hết Đấy. em bán giá là 5 triệu 8 thì ở trên đây những máy hôm nay em bán rồi mọi người này máy gì cứ nhắn qua zalo số 0344 nhé ok cảm ơn rồi nhé chào mọi người